Hello, xin chào tất cả các anh em nhá. Và chào mừng anh em lại quay trở lại một cái video mới nhất của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì anh em mình lại là lên gặp nhau ở một cái con game đấy là TX Online. TX Online thì thực ra là hôm nay thì anh em mình cũng lên kiếm chút đỉnh anh em ạ. Lên kiếm chút đỉnh. Và cũng tiện thể là lên giải đáp thắc mắc cho anh em luôn. Giải mã cho anh em về vấn đề hôm trước mình có nói đấy là hẹn video buổi sau mình sẽ lên giải mã cho anh em liên quan về nhóm kéo tool hack và live stream. Ok, nhóm kéo tool hack và live stream. Thực ra là cái này thì cũng nhiều anh em cũng thắc mắc khá là nhiều về những cái nhóm kéo, về những cái tool hack, về những cái live stream thì anh em có thắc mắc thì mình có giải đáp thôi. Đó. Ví dụ như là về cái nhóm kéo. Ok thì mình trước khi mình vào giải đáp thì mình vừa chơi mình vừa nói nhá. Đã phải nói với anh em trước như thế. Úi giời cậu đẹp thế nhỉ. Về những cái nhóm kéo ấy, thì để mà nói nhá, để mà nói thật về cho anh em hiểu rõ về nhóm kéo. Thì nhóm kéo nó sẽ có là chia ra từng cái khung giờ để nó đọc cầu cho anh em mình, đúng không? Cái nhóm kéo nó sẽ đọc cầu cho anh em mình để anh em mình biết được là cái khung giờ này là mình phải cái lúc cái nó đọc như nào thì mình phải đánh theo như thế. Cái khung giờ này thì mình phải lựa vào nghe chúng nó đọc để mình đánh theo. Nhưng có một cái vấn đề đấy là sự thật về cái nhóm kéo thì mình thấy là đọc gãy khá là nhiều. Thường là đọc lúc đầu thì ăn nhưng mà lúc sau lại rất là gãy. Nên là mỗi lần nó chỉ cho anh em mình ăn được một vài chục, một vài trăm anh em nào mà ăn non được thì lại ok. Nhưng mà anh em nào mà kiểu biết gãy sợ, biết mà nó mới gãy rồi thì anh em lại nghỉ. Đó. Anh em mình vẫn theo là cay cú lại thua ta lại gỡ. Đó. Cái nhóm kéo thì thường là sẽ bắt mình chơi theo cổng game của nó. Đấy là người mà gọi là chơi theo cổng game của nó là nó sẽ được tiền. Đấy, anh em mình gãy nữa thì nó lại càng được tiền thêm. Đó. Đây là lý do vì sao mà mình có bảo với anh em không nên chơi thành nhóm kéo, thì vì nhóm kéo là rất là nhiều chiêu trò lừa đảo, lừa lọc. Đó. Và cái vấn đề thứ hai nữa là liên quan đến về vấn đề tool hack. Cái tool hack thì để mà mình thấy là nó sẽ random tự nhiên, nhưng mà hôm trước vừa có chấp nhận bỏ tiền ra để mua một cái tool để ngồi soi so sánh với cầu này, so sánh với cái con game, thì mình thấy là cái tool đó nó không được ok lắm. Thật sự là cái tool nó không được ok lắm. Thì không biết là anh em có gì nhỉ, có tìm hiểu về nó không? Nhưng mà lúc đầu thì mình có cái suy nghĩ là một cái suy nghĩ đó là cái tool này nó sẽ gọi là hên xui, nó random. Nhưng mà về sau thì mình có tìm hiểu và mình có thấy là cái tool này nó sẽ dựa theo cái gì nhờ, dựa theo cái gọi là những cái cầu lặp đó, nó sẽ dựa theo những cái cầu lặp của cái con game này, dựa theo những cái cầu lặp của con game. Ví dụ như là những cái cầu lặp phổ biến cơ bản là 1 1 1 2 1 3 hay là 2 1 2 2 3 vân vân mây mây gì đấy đó. Nó sẽ dựa theo những cái cầu lặp đấy và nó sẽ cho anh em mình đánh theo những cầu lặp đấy đó. Nhưng mà cầu lặp như nào thì mình sẽ đánh theo như thế, nhưng mà nó sẽ đảo, ví dụ như hôm nay nó sẽ cầu lặp 1 1, đảo 1 2, đảo 1 3 như nào đấy, xong ngày mai nó sẽ ngược lại từ 1 3, từ 3 1 sang 1 2, đảo 1 1 như nào đấy, nó sẽ đảo ngược lại nhau thôi, chứ mình thấy nó chẳng có cái gì gọi là ok cả. Và tiếp theo nữa thì mình có thấy là về cái vấn đề gọi là live stream, rất nhiều người là bây giờ đa số anh em mình sẽ dùng những cái mạng xã hội đúng không? Đấy. Những cái nền tảng mạng xã hội ví dụ như là Facebook. Thì anh em vào dùng những cái đấy thì anh em lướt lướt ở gọi là giao diện trang cá nhân, à đến cái giao diện cái trang chủ của cái gọi là Facebook, thì anh em hay thấy một cái đó là live stream. Thì cái live stream đấy á, nó sẽ
bắt nó sẽ kiểu giới thiệu là anh em mình sẽ phải chơi cổng này chơi cổng, anh em mình chơi cổng này cổng kia nó uy tín các thứ đúng không? Thế xong rồi anh em mình thấy à thằng này đánh khá là hay này, thằng này đánh ăn khá là nhiều này, xong mình xem livestream của nó là mình thấy nó à nó đang đánh như này thì mình xem và mình đánh theo nó đó. Nhưng mà tại sao nó lại được ăn mà mình lại không được ăn? Kết quả của nó chả khác, kết quả của mình chả khác, hoặc là chúng nó đánh vào những lúc cuối giờ cuối giây nó sẽ trả tiền ngân cửa đó, và chúng nó đánh sớm thì kết quả của chúng nó chả khác, kết quả của mình chả khác. Đấy là cái app mà nó đang chơi là cái lừa đảo, cái app mình đang chơi là gọi là lừa đảo, và nó sẽ lọc lá cho anh em mình để cho anh em mình gọi là à, thế ngon đấy, tài oánh lãi vài tỷ này, cái thứ ngon đấy là sẽ mình sẽ được lọc. Nhưng mà không anh em ạ, mình không được một tí lọc nào cả. Đấy, mẹ thằng bạn tôi nhớ, tôi còn nhớ cho đến tận bây giờ. Đây một lần thì thằng bạn tôi là có xem livestream, có xem livestream thì cái buổi livestream ngày hôm nay thì nó được tặng lọc 3 triệu. Thế nhưng mà nó đợi đâu đấy tầm 3 ngày sau, 4 ngày sau nó vẫn đeo thấy có lọc về, nó đeo thấy có tiền về. Thì mình bảo là mày tin làm đéo mấy cái đấy. Nó chỉ là những cái lừa đảo thôi, nó chỉ là những cái lừa lọc thôi. Đấy, nhìn vào sự thật thì là đúng là 3 4 ngày là đéo có tiền về thật anh em ạ. Nhìn vào đấy gọi là nhìn vào sự thật là đúng là 3 4 ngày là đéo có tiền về. Thì tôi mới bảo nó đấy. Nó bảo ở đúng, nghe mày. 3 4 ngày nó không thấy tiền về, đến tận 1 tuần sau nó vẫn nhắc, nó bảo là mày ơi đéo có tiền về mày ạ. Tôi bảo rồi, tin làm cái gì đâu. Nó có được cái gì đâu. Đó. Rồi xong rồi cần vào chơi theo nó thì còn mất tiền nữa. Vào chơi theo nó là còn mất tiền ngu nữa, mẹ nó oánh cho lừa hết mất trắng chả được cái gì. Thế nên là mới nói là chơi cái gì chơi, làm cái gì là đừng có theo mấy cái nhóm keo hay là tun hách hay là livestream, nó toàn là những cái lừa đảo thôi nhá. Ok, thế nên nay giờ anh em thấy tôi đánh phương pháp không, gọi là tôi soi cầu bằng mắt cầu lọc mà tôi đánh theo những cái kiến thức của mình đã có. Tôi đánh bốn tay ăn thông, nói thật với anh em đây, à ba tay ăn thông đấy, nói thật với anh em đấy, đánh ba tay ăn thông có ngay 8 mét vào mồm đúng không, có ngay 8 mét vào mồm dễ không anh em? Đó, quá đơn giản, quá dễ luôn. Ba tay ăn thông, một tay bên này nữa, bốn tay ăn thông. Đó. Có một tí gọi là kiến thức kinh nghiệm và trải nghiệm nó vẫn khác bọt đúng không ạ, đánh tỷ lệ thua rất là ít, tỷ lệ thắng rất là cao. Đấy, nên là anh em nào muốn tìm hiểu hay là trang bị cho mình một phương pháp thì anh em có thể xem video của tôi và xem video của rất nhiều người, toàn những anh em gọi là đã từng trải qua, toàn những anh em gọi là đã từng trải qua rất là nhiều về những cái dạng cầu, rất là nhiều về những cái liên quan đến liên tế, và anh em nên chia sẻ cho mọi người. Đó. Nên là anh em nên theo phương pháp nó sẽ hợp lý nhất nhé. Giờ thôi chắc dừng video tại đây, ngày hôm nay thì kiếm đủ rồi và cũng nhắc nhở cho anh em rồi. Thế thôi thì giờ bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em video sau.